Kai'Sa bất ngờ trở lại với lối build phong thần kiếm đầu tiên. Kai'Sa từ trước tới nay vẫn là vị tướng có lối xây dựng cực kỳ linh hoạt và đa dụng với rất nhiều kiểu lên đồ từ khi ra mắt đến giờ như tốc đánh, chí mạng, sát lực, thuần AP cho tới hiệu ứng đòn đánh. Tất nhiên dù là kiểu nào đi nữa cũng phải đảm bảo đủ lượng chỉ số để Kai'Sa tiến hóa ít nhất 2 chiêu thức của mình thì mới đủ lực bắn. Hiện lối xây dựng AP bắt đầu với giao điện, sau đó là cuồng đao và Nashor đang được ưa chuộng hơn cả và gần như 95% game thủ Kai'Sa từ đầu rank đến chuyên nghiệp đều build như thế. Tuy vậy, trong bối cảnh giao điện đang bị nấp dần và mất đi sự mạnh mẽ, gần như hiệu quả không còn xứng với giá vàng, thì cộng đồng main Kai'Sa bắt đầu thử nghiệm các lối build khác. Mới đây, phân tích viên của GAM là Molecule đã chỉ ra nhiều game thủ đang cho rằng hướng lên phong thần kiếm, cuồng đao, nanh Nashor mới đang là meta, thậm chí còn hiệu quả hơn nhiều. Vốn lối xây dựng này nổi lên từ tận mùa 8, nhưng giờ nó manh nha trở lại từ lúc Em Minh sử dụng tại playoff LCK vừa qua. Trong ảnh minh họa của mình, Molecule cho biết Gumayushi cũng đang bắt đầu thử nghiệm nó. Theo đó, phong thần kiếm có hơn 5 AD nên Kai'Sa sẽ dễ dàng tiến hóa quy hơn, bù lại được khả năng dọn lính kém khi không lên giao điện. Sau đấy chỉ với phong thần kiếm, cuồng đao cùng một mảnh dao găm thì Kai'Sa có thể tiến hóa cả E, qua đó sẵn sàng tham gia combat sớm hơn so với lối xây dựng hiện nay. Lối lên đồ này khá phù hợp trong bối cảnh giao điện đang bị vào tầm ngắm, song song với việc khắc phục điểm yếu không đủ sát thương khi chưa tiến hóa đủ 2 chiêu đầu game. Rất có thể nếu Kai'Sa vẫn là meta của chung kết thế giới thì game thủ sẽ dùng lối build này ngày càng nhiều.